Hey, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu. Ở video trước thì chúng mình đã ăn sập Sài Gòn với rất nhiều món ăn như bánh mì piu piu này, hủ tiếu bò viên, ốc Vĩnh Khánh, hoa quả dầm, sinh tố hoa quả, cơm gà, vân vân. Và trong video hôm nay thì chúng mình sẽ rời Sài Gòn đi lên xe khách và đi tới Châu Đốc An Giang. Hãy cùng mình đến thăm làng Chăm Châu Phong, thánh đường Hồi giáo Jamiul Azad, dạo quanh chợ Châu Đốc để thưởng thức những món ăn địa phương và thăm miếu bà Chúa Xứ núi Sam. Ok, trước khi bắt đầu thì hãy kéo xuống, nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về video mới nhất nha. Sau tầm 6 tiếng thì bọn mình đã đến đây là bến xe Châu Đốc. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên xe trung chuyển để đi đến chỗ thuê xe máy. Điều đầu tiên mình cảm nhận được đây là cái nắng các bạn ạ. Khi nhận xe thì các bạn nhớ check đèn đóm này, gương này, xi nhan, còi các kiểu đấy. Nhớ check nhá. Ba xe treo mũ đi anh. Chỗ bọn mình ở có tên là Homestay Khoa Châu Đốc. Cô chủ Homestay và chị Vi, con gái cô, đã có một hành trình xuyên Việt khá là thú vị. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cuối video này nhé. Nhớ đón xem đến cuối video đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ phải lên cất đồ và đi ăn trưa, tại vì là quá là đói rồi. Thịt kho. Ôi được mà, được mà, được. Chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đến với channel của Yến Channel nhá. Channel của Yến Channel nhá, nó là hợp lý. Chào các bạn, chúng tôi đang có mặt tại một nơi mà tôi cũng không nắm rõ địa chỉ lắm, nhưng mà tôi biết là rất là đẹp. Và tôi hy vọng các bạn có thể xem và ủng hộ em gái tôi để chúng tôi có những cái chuyến đi tiếp theo. Mặc dù trời rất là nắng, mà trong đây thì tốt nhất là chúng ta nên yên tĩnh. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào sau đây vài phút. Khi tiến vào thánh đường thì các bạn nhìn thấy ở ngoài đây, đó là các bia mộ của những người hành hương đến đây chẳng hạn, hoặc là những người có công xây dựng lên thánh đường này. Một trong năm điều răn đối với người Hồi giáo là phải hành hương trong đời, ít nhất phải hành hương đến Mecca một lần. Thì đối với những người Hồi giáo ở Việt Nam thì họ sẽ đến An Giang. Và đây là một trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất, mình tin là như vậy, nổi tiếng nhất ở đây. Và bây giờ tiến vào trong một chút nhá, nắng quá, eo ơi. Khi đến đây thì một lưu ý nhỏ với các bạn là các bạn hãy ăn mặc thật là lịch sự nhất có thể và hạn chế đi vào trong thánh đường nhá. Tại vì mình đến đây mình cũng chỉ là một người khách du lịch thôi, thế nên là đừng quá là tò mò về nhiều thứ, ok?
Và đây, bọn mình đang đi trong làng Trăm Châu Phong. Và bọn mình đến đây vào khoảng 2 giờ chiều. Thế nên là các nhà hầu hết là đang nghỉ ngơi vì trong này rất là nắng. Cái nào ngon hơn nhỉ? Em ăn màu vàng nhé. Màu vàng đi, màu vàng ngon, thơm. Xanh ngon. Đây là bánh sầu riêng. Không. Thử đi. Nó là vị ngọt, đúng không phải là kiểu vị nhạt mùi đâu. Được đúng không em? Bên trong là kem à? Kem sầu riêng luôn. Thơm vậy. Anh Tuyền làm gì đây? Tuyền định kiếm vợ trong này. Đây là món phần mười mấy không ạ? Mười mấy à? Đi tù chết. Ngon. 6 đồng. 5 ngàn. Để lần sau thì em vào, em lại vào đây tiếp. Tuyền nhá, Tuyền. Em lấy hả? Tên Linh. Linh à? Linh. Tên Linh hay á. Rất nhiều người tên Linh xinh anh ạ. Tên đúng bố em. Hiện tại bây giờ đã là gần 5 giờ chiều và chợ sắp đóng cửa. Tuy nhiên thì bọn mình vẫn cố gắng tranh thủ tạt té một chút. Có gì ngày mai quay lại, nhưng mà bây giờ sẽ qua để thử một chút đồ ăn. Anh nhìn nhá. Sao toàn đồ khô vậy? Chưa, ra phía ngoài. Chắc không? Ra ngoài. Không biết mấy giờ sẽ đóng nữa. Hoa quả rất nhiều. Hỏi nhá. A few moments later. Thế luôn. Các cô rất là nhiệt tình. Đi qua rồi vẫn quẹo đi, quẹo đi. Hành trình đi tìm đồ ăn thật là vất vả. Quá nhiều me luôn. Hả? Quả này là quả mây gai. Hành trình đi tìm quả thốt nốt vẫn chưa được. À, đây rồi. Đây rồi. Chính xác. Thế cái này có ăn liền được không ạ? Hay là... Ăn liền à. Anh cứ ngồi đi. Quả nhìn giống hơi giống quả dừa. Anh cứ bảo đấy, anh biết cửa đây là quả dừa. Nhưng nó lại màu tím tím. Cảm xúc hiện tại là như thế nào? Sau khi uống được một ngụm thơm nó lạnh thì anh cảm thấy ra sao? Rất là phê. Ok. Cái này cũng ăn được. Cái nước thì ngọt nhưng mà cái này thì không ngọt nhá. Thật, cái này không ngọt đâu. Cái nước ngọt. Ăn cảm giác hơi giống thạch á. Cô ơi, cái phần thốt nốt này thì được là cái nước ấy ạ? Là từ phần nào của cây thốt nốt giả? Cái nước ấy ạ? Nước nó lấy từ cái bò. Từ cái gì ạ? Lúc nó ra cái bò là lấy nước, mà không ra cái củ quả. À. À, vâng, vâng. Mà nó nốt không kiện lên một ngàn. Hay ho á nhỉ? Được thử à? Ăn nó giống, khá là giống bánh su xê ở ngoài Bắc ấy. Anh biết bánh này không? Khá giống. Ngọt hơn à? Không, nó vẫn thế thôi. Cảm giác giống. Vàng là màu đường, còn màu xanh á, mình để lá dứa. Dạ, dạ vâng. Nó không đủ cả vậy.
chợ xong, bây giờ sẽ đi ra mua cái đấy là gì nhỉ? Bao tử cá chiên. Rau chấm nghe nó thốn không? Thơm khiếp cái giọng của em đúng không? Em ơi không mê nổi cái bao tử cá ba sa này, ở ngoài mình không có mà ăn đâu, tranh thủ ăn đi. Ở đây đang rất là phê lên, bọn mình quyết định là dừng chân chụp ảnh mà chưa hề kịp để đi lên núi Sam. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở miếu Bà Chúa Xứ. Thì cái miếu này là một trong những nơi rất là linh thiêng ở vùng đất bảy núi này. Thì bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào trong tham quan một chút nhé. Ở buổi tối ở đây thì rất là lung linh và rất là đẹp. Let's go! Ui, đây có hai con sư tử các bạn ơi. Hẳn là hai con sư tử, mỗi bên một con luôn. Mà nhìn mặt nó kiểu như kiểu nó đang cười, tếu táo. Miếu Bà Chúa Xứ thì theo mình thấy thì đẹp nhất là vào buổi tối. Thế nên là các bạn đến đây thì cố gắng thu xếp thời gian đến đây vào buổi tối nhá. Tại vì buổi tối là lung linh nhất, chứ ban ngày thì chắc là cũng đẹp, nhưng mà buổi tối thì sẽ đẹp hơn. Ok, và bây giờ thì chúng mình chắc phải đi ăn tối một chút rồi. Đói rồi. Là cái nước hay là thập cẩm? À, thập cẩm đấy. Cái ngoài cùng này là gì ạ? Cái này là khổ tai. Em dạy trước chị. Đó là rau hay là gì? Thập cẩm. Chè đó. Lộn xộn. Lạ ghê. Ồ, em thấy lung linh đẹp mà. Bọn mình đang đi loanh quanh, dạo quanh miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam. Khu này rộng nhở? Wow, rất là mạnh kìa. Rộng thật luôn. Dưới kia. Chào chú. Chào chào chú. Chỗ này lai được mấy người chú? Ui, làm sao lên được? Không lên được. À, đây các bạn có thể đi xe lôi nhá. Đáng yêu mà. Ui, siêu nhiều thốt nốt luôn. Ui, chất đống luôn kìa. Anh em tập trung. Bún riêu bánh canh. Hello, chào buổi sáng các bạn. Ôi, trời ơi, buổi sáng đây thật sự là mọi hoạt động rất là sớm. Mặt trời lên rồi. Nãy mình có dậy thì chưa thấy mặt trời lên nên là mình lại đi ngủ tiếp. Ở bên kia, phía bên kia là cánh đồng. Uầy, mà ở đây nhớ, cánh đồng kiểu sương sương các bạn ạ. Nhìn rất là ảo luôn. Không biết là cái này có zoom được rõ không. Đây,
Đó các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là mờ ảo luôn. Rồi đây là con đường Tân Lộ Kiều Lương. Buổi sáng đây không khí rất là trong lành và mát. Mỗi tội là hơi ồn thôi. Vậy ok, bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị để chúng mình hôm nay sẽ đi dùng tràm trà sư. Cô gái mình bọn con đi ăn xôi. Sao ơi hốt rồi. Hốt rồi sao trên kia này. Ơ nè. Nè Cưng lấy giùm chị đi Cưng. Xôi là cốt dừa đúng không? Sao cái đó có gì rồi xe xem rồi. À cái này gọi là cái gì ạ? Bánh chuối. Bánh chuối. Mimi đợi chúng con, đợi chúng. Đợi gọi nốt. Mimi. Ra kia nào, ra kia. Mimi ra kia. Nào chú chú không của cô ấy ép ấy chồng đùa à? hả đó, gì đó, chụp nó. À. Không đùa kiểu đấy chứ bởi là chỉ cái này là cái thằng hướng dẫn viên nó thằng nặng nó chụp giờ. Là cô phải chụp bởi vì cô mục đích là của cô á là tới đây. Dạ. Còn bao nhiêu là cô chụp đi hết. Đó, tất cả hình này tưng tưng này đó. Con gái sinh 2018. Nè, ngã ba Đông Dương luôn nè. Út đi chạy không á, cô đâu chạy đâu. Con đi Sa Pa. Sa Pa đó không? Nhưng mà đường trên đấy khó đi mà, đi đường núi. Đi Bảo Lộc cái đường có một chút xíu nữa. Đầu tử thành một người đi nè, nó đúng vừa chiếc cái miếng viên gạch này nè. Ui. Mà 300 mét nha. Con mở đi Quảng Nam xong Trường Giang cầu cầu gì. Mở lên liền. Hay quá. Mở lên liền cầu mát 300 mét. Hoặc là cô quyết định đi cầu đó, cô đi đường trong. Dạ. Cô sợ lắm chứ. Dạ. Mình thật sự ngưỡng mộ cô và chị Vi. Hai mẹ con đã đi xuyên Việt trong vòng 5 tháng trời, xuất phát từ Châu Đốc. Cô đã truyền lửa đam mê cho mình và mình hy vọng rằng trong tương lai không xa thì mình cũng sẽ có một chuyến đi xuyên Việt tuyệt vời như vậy. Và tiếp tục khám phá An Giang, bọn mình lên đường đi rừng tràm trà sư. Tuy nhiên thì video này cũng dài rồi, các bạn nghỉ ngơi chút rồi đón xem vào tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye!